Tôi nữ tôi thích Mazda, dù nhiều hãng khác ra xe khá đẹp, đi một vòng vẫn thích Mazda. Dạ rồi, em chào chị Thi nha, cảm ơn chị đã quan tâm và để lại bình luận xe bên em. Ở thương hiệu Mazda thì lúc nào cũng vậy, khá nịnh mắt chị em phụ nữ, sang trọng, hiện đại, lịch lãm, trẻ trung và rất là nhẹ nhàng, form dáng thì không thay đổi nhiều. Hôm nay em sẽ làm một clip đánh giá chi tiết con Mazda 6 này để cho anh chị cân nhắc tham khảo thử nha. Sẽ được trang bị mâm to bản, mâm 19 inch, mâm đa chấu nhìn khá là thể thao, vỏ Bridgestone, vỏ zin theo xe, đánh lốp là tầng thứ 23 của năm 2022. Độ sâu gai gió còn gì cua luôn nha anh chị. Đăng kiểm còn đến tháng 5 2025, vô tư dùng cho anh chị luôn. Đây thì trước mắt anh chị, đây là một con Mazda 6 phiên bản 2.0 Premium có gói tùy chọn cao cấp đời 2022, xe đi lướt mới 7.000 km hơn xíu thôi nha anh chị. Xe có sơn màu xanh carbon size nè, liền lạc đồng màu bóng bẩy từ trước ra sau. Ở Mazda có hai màu chủ đạo được khá là nhiều anh chị tin dùng là màu xanh carbon size và màu đỏ pha lê, cực kỳ sang trọng luôn. Ở phân khúc xe sedan cỡ D thì phần cốp khá là rộng rãi, thoải mái dùng cho anh chị luôn. Đồ nghề con đội tay quay, bánh xe cua là chưa dùng một lần nào luôn nha. Gầm bệ còn mới tinh sáng trăng. Xe mang biển số tỉnh 49 Lâm Đồng thì rút gốc sang tên về thành phố Hồ Chí Minh hoặc là Hà Nội, không phát sinh thêm chi phí 20 triệu tiền biển số nha anh chị. Chính sách mới rất là ưu đãi cho anh chị khi mua xe cũ sang tên về thành phố Hồ Chí Minh hoặc là Hà Nội. Xe được trang bị ghế da màu đen còn khá là sáng mới, cân bóng mịn, có lót thảm sàn sẵn, trần nguyên zin, dàn điều hòa độc lập riêng ở hàng ghế thứ hai. Xe trang bị ghế lái chỉnh điện, có hai vị trí nhớ ghế gõ gàng luôn nha. Công nghệ an toàn trên xe thì miên man luôn, bao gồm hệ thống hỗ trợ phanh ABS, EBD, PA, cân bằng điện tử, khởi hành ngang dốc và 6 túi khí an toàn, có luôn gói an toàn chủ động ISTSEM, bao gồm hệ thống hỗ trợ giữ làn đường, cam 360, phanh khẩn cấp, văng văng và máy may, vô lăng bọc da, trợ lực điện, tích hợp rất là nhiều phím bấm luôn, có điều chỉnh âm lượng, đạp thoại cánh tay, lẫy số vô lăng, cruise control. Ô tô chuẩn 7.393 km sau một năm sử dụng thì hầu như xe đậu chùm mền tại nhà thôi nha anh chị, chưa đi vô đai xong nữa, cực kỳ ít sử dụng luôn. Xe có trang bị sẵn cam 360, đèn nổ startup, phanh tay điện tử, auto horn, điều hòa tự động 3 dùng độc lập, sạc không dây, sưởi làm mát ghế. Và đặc biệt hơn hết, xe được trang bị cửa sổ trời nha. Sedan cỡ D rộng rãi thoải mái mà được trang bị thêm cửa sổ trời, nhìn xe sáng sủa cực kỳ luôn, trẻ em người lớn tuổi đi cực kỳ thích luôn nha. Tổng thể nội thất xe còn khá sạch sẽ sáng mới, chủ đi giữ gìn kỹ. Máy móc nổ khá liệm, động cơ số nguyên zin, xe không đâm đụng, không tai nạn, không tiếp kích, hồ sơ pháp lý rõ ràng, cam kết bằng giấy tờ văn bản, có một công ty rõ ràng cho anh chị luôn nha. Rồi, nếu như quý anh chị có quan tâm á, vui lòng liên hệ chăm sóc sớm nha. Số điện thoại có ghi trên trang, comment ý kiến chia sẻ quan điểm của quý anh chị về con xe này hoặc là cần tư vấn xe nào thì cứ nhấc máy alo chăm sóc sớm nha. Rồi, bye bye quý anh chị nha.